mặc đồ chống nắng của bên mình, thế là theo cái chỉ số rất là tốt. Thì hồi nãy em có trải nghiệm thử thì thấy lúc mà mới xoa lên á thì nó có nâng tông nhẹ, nhưng mà sau đó nó sẽ tẹp hết vào da, để lại cái lớp hơi dính một xíu nhưng mà cũng không quá nhiều, thì rất là đáng để dùng thử. Dạ. Danh hàng của mình là danh hàng về kem chống nắng và có sản phẩm là kem chống nắng mới được ra mắt. Thì hồi nãy bác sĩ cũng đã test nha. Thì cái kết cấu, cái texture của bên sản phẩm mình là một cái sản phẩm chống nắng thế hệ mới, và có cái phổ chống nắng khá là rộng, với cái hashtag là có thể chống được 6 nàng lọc luôn, UVB, UVA. Ngoài ra thì có thể chống được cả ánh sáng xanh và visible light luôn. Với thời điểm hiện tại thì kem chống nắng này kết cấu của nó khá là mỏng, dễ tán và không bị vón, có hơi nâng tông nhẹ thì thích hợp cho những bạn nào mà tuổi teen, chỉ cần đánh lên một cái lớp nhẹ thôi là có thể che phủ được khá là tốt. Và cái dòng sản phẩm này thì nó thích hợp dành cho mọi lứa tuổi luôn. Tại thì nãy anh có test thử cái sản phẩm này trên da của mình thì cảm nhận cái mùi của nó rất là thơm, dễ chịu, cũng như là cái độ thấm trên da nó rất là ok. Anh xuất lên thì cảm giác rất là thấm trên da, vô da, và cái độ lộ vân kem nó không nhiều như những sản phẩm khác. Thì có những cái dòng kem chống nắng trên thị trường á, thì anh khi mà xuất lên da nó sẽ bị lộ vân kem, hoặc là nó sẽ có hiện tượng bong lên da, nó sẽ không có hợp. Với lại cái mùi của cái sản phẩm, nó có một số mùi nó rất là khó chịu, gây kích ứng trên da. Còn cái sản phẩm, riêng cái sản phẩm này khi mà mình test trên da thì cái mùi nó rất là dễ chịu, cho nên là cảm nhận nhiều khách hàng nó sẽ ok, nó rất là thích sản phẩm này hơn.